nhiều, xác định kỹ càng quả bóng, mở tỷ số của trận đấu, bóng chạm vào người của ai thì các bạn có thể tham gia vào cái link qua để làm những follow cho mình, để có cái áp tích bàn thắng hay là sai sót như nào thì có thể chết lại ngay. Đến đâu? Tôi dành cho các đội tuyển số không đâu. Đá vừa rồi là quả đánh rất hay rất. Tôi rõ ràng nhất mà Newcastle vừa có được trong hiệp 1 của trận đấu này. Nhưng Stefan Otega là người đã giành chiến thắng trước cú đá ngoài sân. Rất đáng tiếc dành cho cơ hội của những chú chim bác là một đường bóng bài rất hoàn toàn. Có thời gian, có khoảng trống, không ai theo kèm cả. Những bàn thắng không tới dành cho đội khách ở pha bóng vừa rồi. Nếu như nó thành bàn thì trận đấu sẽ trở nên hay hơn. Otega là người đã chơi xuất sắc trong ngày anh được thay thế cho Ederson ở vị trí không gỗ. Một quả phạt nữa dành cho Newcastle. Dành những lời khen ngợi cho Stefan Otega trong pha đổ người vừa rồi. Đô cù đột phá.